Xin chào các em. Tiếp tục ngày hôm nay tôi sẽ ôn trực tiếp dạng vô đề thi toán lớp 9 học kỳ 1 cho các em nha. Học kỳ 1 lớp 9 các em gồm những dạng bài tập gì? Tôi nhé, tổng quát lại cho các em nha. Về phần đại số các em có hai phần chính, đó là liên quan đến căn thức nha và hàm số. Hai chuyên đề đó rất là quan trọng nha. Rồi, về hình học các em có hai phần luôn. Đó là phần bài tập về chủ đề về hệ thức lượng trong các vuông, và bài chính của nó chính là bài liên quan đến đường tròn nha, có hai phần chính nha. Đó, các em cần phải nhớ. Vậy thì giờ tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp các em giải vô đề rèn cho các em hiểu kỳ 1 nha. Các em quan sát vào đây, quan sát vô câu số 1 nha các em. Người ta yêu cầu mình rút gọn các em nha. Nhận cho điều kiện rồi, điều kiện là x lớn hơn hoặc bằng 0 đúng không, và x lớn không phải các một rồi, cho điều kiện nó tồn tại rồi, mình cứ việc quy đồng thoải mái thôi nha. Quy đồng nè, ở đây cộng trừ chắc anh phải quy đồng rồi nha. Rồi mẫu thức chung của nó là gì? Liên hết, vậy là căn x trừ 1 nhân căn x cộng 1 lấy cái này chia này, còn căn x cộng 1 nhân lên 1 thì bằng căn x cộng 1. Lấy cái này chia này, còn căn x trừ 1 nhân lên, vậy là còn căn x trừ 1 nha. X trừ 1 tôi viết lại là phần 2. Điều kiện người ta đã cho rồi nha, x lớn hơn 0 và x khác 1 rồi. Rồi, em nhìn nè, nhớ rút gọn trên tử đi trước. 1 trừ 1 hết, 1 căn x cộng 1 căn x thì các em được 2 căn x. Em nhìn thấy các bạn thức không? A trừ B nhân A cộng B bằng A bình trừ B bình. Căn x bình lên bằng x. 1 bình lên bằng mấy? 1 thân là đúng không? Đó, thấy gì chưa? Wow, mất hàng, mất x trừ 1 đi. Vậy thì còn gì em? Cần x xong. Đến câu B các em. Câu B người ta nói nè, tìm x để A nhỏ hơn 2. Quá đơn giản luôn các em. Để A nhỏ hơn 2 khi và chỉ khi nè, A mình lấy cái mình rút gọn được đó, căn x nhỏ hơn 2. Sau đó em chỉ cần bình vuông hai cái lên, x phải nhỏ hơn bình lên mắt căn 2, bình lên bằng 4. Kết luận vậy, x nhỏ hơn 4 thì A nhỏ hơn 2, đúng hay sai các em? Sai. Nhỏ hơn 4 nhưng mà phải thỏa điều kiện của cái đề lớn hơn 0. Và gì em? Mà trong cái khoảng này từ 0 đến 4 có số 1 và phải khác 1 nha, cẩn thận nha. Nếu mà lớn hơn không có xét nha, nhưng nhỏ hơn cỡ năng âm sao mà âm thì căn bậc 2 nếu có thể tồn tại được, đúng chưa? Rồi, thêm cái điều kiện của đề nó lớn không, lớn không và nhỏ hơn 4 và x phải khác 1 thì A mới nhỏ hơn 2 được nha các em. Rồi, em quan sát sang bài số 2 nha các em. Bài số 2 yêu cầu vẽ hai hàm số này trên cùng mặt phẳng hệ trục đo đầu OD nha. Vậy đầu tiên muốn vẽ được thì cách vẽ như thế nào? Đầu tiên em cho x bằng 0 để nó cắt trên trục tung, sau đó em cho y bằng 0 để nó cắt trên trục vằn nha. Đầu tiên em cho như này, cho x bằng 0, công thức mình học á thì y bằng b là 0 mà 0 mà trừ cho 3 thì là 0 nhân 2 mà trừ 3 thì bằng trừ 3 đúng không, bằng b đó. Rồi cho y bằng 0, em học công thức thì cho nha, x bằng trừ b trên a, trừ b trên a nha, trừ quả công thức với trừ 3 chia 2 và hàm số bằng 3 phần 2 nha, x bằng 3 phần 2 thì các em. Em cứ quên về con này như thuyết á. Rồi hàm bên này tôi cứ làm song song luôn nha. Cho x bằng 0, suy ra y bằng b. B là bằng 3 đó, ha, đây nè. Rồi cho y bằng 0, x bằng trừ b trên a. X bằng trừ b là trừ 3, chia a là trừ 1, và đáp số bằng 3. Sau đó mình lấy vẽ trên cùng mặt bằng hệ trục đo OI nha các em. Rồi vẽ nè. Đây là x này em, đây là y. Tôi vẽ hàm đầu tiên nhé. Đầu tiên cho x bằng 0, y bằng âm 3. X bằng 0 này, y bằng âm 3 thế này nè. Đây, chắc anh phải đi qua đây. Cho y bằng 0, x bằng 3 phần 2. Y bằng 0, x bằng 3 phần 2 là một ô đỡ x này này. Một ô đỡ đắt nha. Rồi, nói rồi nha. Vậy đường thằng này tên là y bằng 2x trừ 3, đây là 3 phần 2. Đúng chưa? Rồi tiếp tục các em. Cho x bằng 0, y bằng 3. Cho x bằng 0, y bằng 3 trên này nè em.
không 3 nối vào đây chấm cái mụn ruồi này đậm lên nha. Y bằng không x bằng 3, y bằng không, y bằng không x bằng 3 nằm đây. Ồ vậy nó nuôi 3 bằng 2 đây một chút. Rồi nối vô, nối vô hai cái mụn ruồi mới vẽ. Wow, cắt khá đẹp cho các em nha. Đây, đường thẳng này, đường thẳng tên là y bằng trừ x cộng 3. Đây, anh em, đường thẳng này là y bằng 2x trừ 3. Giờ tôi xử lý câu B. Câu B các em, câu B thì ta yêu cầu xác định tọa độ giao điểm E của hai đường thẳng D1 và D2. À, đây là đường thẳng D1 nè. Em thích thì ký ở chữ D1 đây là cũng được, chẳng có sao hết. Còn đây là D gì? D2 nè. Đó. À, thì ta yêu cầu xác định tọa độ giao điểm E của hai tham số hai đường thẳng D1, D2, D này. Tọa độ giao điểm là E này. Nếu mà bằng nhìn bằng hình vẽ thì biết tọa độ giao điểm luôn. Số này số mấy? 2. Phải 2 không? Nhìn vô đây là số mấy? 1. Tọa độ nó là 2, 1. Nhưng mà ở đây là tôi làm bằng phép toán chứ không được làm bằng hình vẽ nha. Vậy thì muốn tìm tọa độ giao điểm trong lý thuyết tôi dạy các em là gì? Các em mà nhớ không? Hai cái y này giống nhau nè. Dẫn đến hai cái đuôi bằng nhau. Giải phương trình tìm lấy mà x đây chính là hoàn độ giao điểm, có x thế ngược lại thì là y là tung độ giao điểm nha. Vậy thì đầu tiên em nhớ phải phục lòng cái câu thần chú này vô nè. Hoàn độ giao điểm hai hàm số này nha các em. Rồi em lấy hai cái đuôi này bằng nhau nè, 2x trừ cho 3 bằng trừ x cộng cho 3. Rồi giải phương trình bằng một đây quá đơn giản rồi đúng không? X bên số bên trừ x chuyển qua là cộng x, 2x cộng x bằng 3x, trừ 3 chuyển qua là cộng 3, 3 cộng 3 bằng 6, nhân 3 chuyển qua là chia 3, 6 chia 3 được 2, x bằng 2, suy ra y bằng mấy, rất đơn giản thế vào trong, thích cái nào thế đó nè, thích vào đây đi, 2 vào đây, 2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 3 bằng 1, không thích thế mà đây cũng được nè, x bằng 2, trừ 2 cộng 3, phải bằng 1 không, đầu nào cũng đúng. Rồi kết luận vậy tọa độ giao điểm E của hai của D1 và D2 là bắt ký ở D thì ký thôi là ghi đồ chữ A trước nha, cái này là cho điểm thì mình ghi điểm nó vô, x trước y sau, x bằng 2 y bằng mấy em 1. Đây chính là tọa độ giao điểm nha. Các em quan sát đến câu C nha. Người ta nói nè, như vậy các em, đường thẳng D1, D2 cắt trục hoàn lần lượt tại B và C. D1 này, D2 này, cắt trục hoàn này, cái trục hoàn này, trục hoàn này, đây trục hoàn. Còn đây là trục gì? Tung. Cắt trục hoàn lần lượt tại điểm B và điểm C. Đó. Người ta yêu cầu xác định tọa độ điểm B, điểm C và tính diện tích tam giác ABC. Rồi, giờ tôi nói đến câu C nha. Tọa độ điểm B nè. Cái này giống học lớp 7 quá. Tọa độ điểm C nè. Này nhìn vô biết luôn, tính diện tọa độ bao nhiêu đó. Tọa độ điểm B đọc được đâu? X bằng nhau. A bằng 2. Khi nó bằng mấy? Bằng 0. Nhớ nha. Đó, ngay ở trên trục hoàn thì nó bằng 0. Còn ngay trên trục tung thì X nó bằng gì? Không. Nhớ nha. Vậy đây là X là 3/2. Y nó bằng 0. Rồi điểm C đây nha, đây là số 3 đúng không? Đó. Vậy là C tọa độ đây là x bằng 3 nè. Nó nằm trên trục hoàn và y nó bằng 0 nè. Nha. Rồi yêu cầu tính diện tích tam giác ABC. Diện tích tam giác ABC. Nhớ công thức diện tích tam giác luôn luôn bằng 1/2 chiều cao. Giờ hai chiều cao xuống đây là chiều cao này. Có phải từ đây đến đây phải 1 không? Đó, em thể đặt đây h cũng được. Chiều cao đây 1 nè, đây là đối với đây 1 nè. Mới tìm tọa độ điểm A nè, thấy không? Đây 1. Từ đây đến đây là 1.5, đúng không? Vậy thì bằng 1/2 chiều cao của nó là 1 nhân cho 1.5, đúng không? Hay là 3/2 cũng được. Em nhân lại bằng 0.75. Đơn vị diện tích nha các em. Rồi các em tìm bài vào. Rồi các em quan sát đến bài số 3 nha. Rồi để xử lý bài tập này ha. Bài này tôi nhân lại ha. Tôi lấy căn 3 mà nhân cho căn 6 căn 18. Mà căn 18 tôi mang ra ngoài bằng bao nhiêu em? 18 là 3 bình nhân 2 đúng không? Mang ngoài bằng 3 căn 2. Căn 3 nhân căn 3 bằng 3. 3 nhân 2 bằng 6. Tôi nhân vô đơn thức nhân đơn thức nhân vô ha. Ờ trừ 3 căn 2. Chùa dạ thế. Này này hết 6. Cô B.
Các bạn đây là một phân thức, đúng không? Đó, vậy chỉ có con đường thì nhìn sao? Phân tích thành nhân tử thì cũng còn còn cách nào nữa, đúng không? 62 đặt 2 ra ngoài còn 3 trừ căn 3. Wow. 3 trừ căn 3, căn 3 trừ 3 là ngược đời rồi. Xử lý dấu trừ, đặt dấu trừ ra ngoài là mặt liền. 3 trừ căn 3 đổi dấu, đúng không? Đặt dấu trừ ra ngoài thì trừ biến thành cộng, cộng biến thành trừ. 2 chia âm 1 và âm 2. Đúng chưa? Bài này nè. Bài này tôi khuyên các em. Bài này có hai cách dạy luôn. Phân tích ra căn này là căn bậc 3 đúng không? Phải muốn được khỏi căn bậc 3 thì tạo thành mũ 3, đúng không? Vậy thì tôi sẽ làm cho em thử hai cách nha. Cách thứ nhất là tôi lấy đây là đa thức chia đơn thức. Thì lấy từng hàng từ qua đa thức chia đơn thức. Tôi lấy căn bậc 3 của 16 chia căn bậc 3 của 2. Căn bậc 3 có tính chất chia hai căn bậc 3 mà, đúng không? Căn bậc 3 16 chia căn 3 bậc 2 thì còn căn bậc 3 lấy 16 chia 2 ra 8. 8 là 2 mũ 3. Ý khai căn là được liền. Rồi. Rồi, lấy căn bậc 3 của 128 chia cho căn 2, chia cho căn 2, lấy 128 chia 2 bằng 64. Mà 8 là 2 mũ 3. Và căn bậc 3 của 2 mũ 3 thì mang ngoài bằng 2. 64 là 4 mũ 3 nha anh em. Đó, vậy mang ngoài bằng 4, đáp số bằng âm 2. Đây là một cách. Cách thứ hai nè. Tôi có khả năng khai căn bậc 3 này ở đâu luôn? 16 nha. 16 chia 2 được 8, 8 chia 2 được 4, 4 chia 2 được 2, 2 chia 2 được 1, 3, 4. Đưa khỏi căn bậc 3 là mũ 3. Tôi phân tích là 2 mũ 3 nhân cho 2. Được không? Đó. 128 cũng vậy luôn, tôi sẽ phân tích ra được bằng. Bằng nhiêu em? Nhờ 128 nếu mà chia kia thì nó hơi dài. 128 chia tay này. Đó, số 2 nó hơi dài mà nào vẫn được. Chia 2 nha. Còn 64 chia 2 được 32, chia 2 được 16. 16 chia 2 được 8, 8 chia 2 được 4, 4 chia 2 được 2, 2 chia 2 được 1. Trời ơi. Đếm qua làm sao có mũ 3 cũng được nha, mũ 3, mũ 6 cũng được nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, 2 mũ 7. Tắt là bằng 2 mũ 6 nhân 2. Đây căn bậc 3 nha. Rồi, chia cho căn bậc 3 của 2. Giờ đưa ra ngoài nha. Căn bậc 3 của 2 mũ 3 mang ngoài bằng 2. Căn bậc 3 của 2. À, 2 mũ 6 là 2 mũ 3, tất cả mũ 2. Tôi mang ra ngoài bằng 2 mũ 2, căn bậc 3 của 2. Chia cho căn bậc 3 của 2. 2 bình lên 4 nè. 2 mà trừ cho 4 thì còn âm 2 căn bậc 3 của 2 chia căn bậc 3 của 2. 2 này mất, đáp số bằng âm 2. Các em quan sát sang bài toán hình cho các em. Bài toán hình nè. Cho nửa đường tròn tâm ô đường kính AB. Gọi M là điểm nằm trên nửa đường tròn. À, tiếp tuyến tại M cách tiếp tuyến tại A và B lần lượt ở C và D. Trước tiên tôi vẽ hình trước cho các em nha. Các em coi tôi vẽ hình nào. Đầu tiên tôi vẽ nửa đường tròn. Vẽ đường tròn nửa lên trên cho các em. Đó, tôi coi tôi hướng dẫn nào. Các em cố gắng vẽ đường tròn lớn hơn một chút xíu nha. Đây, tôi cho đường tròn này. Đây, đây là đường tròn. Đường kính AB, tôi kéo lại. Đây là đường kính, ký hiệu cho các em. AB. Rồi người ta yêu cầu nè, lấy một điểm M nằm trên nửa đường tròn. Vậy thì lấy nằm trên nửa là nửa trên này nè. Và đừng bao giờ để nằm chính giữa. Để kỹ điều này ha, nó không nói chính giữa được nữa. Mình để xéo xéo như vậy nè, một để xéo vậy, hai để xéo sang bên này nha. Đừng bao giờ chính giữa đây. Rồi, đường tròn này trong ô nè. Kẻ tiếp tuyến tại M, đúng không? Kẻ tiếp tuyến tại M thì em muốn là xác định được tiếp tuyến. Nhớ nè, tiếp tuyến là đường thẳng vuông góc với bán kính của đường tròn tại tiếp điểm nha. Vậy thì tôi nối OM ra, bán kính ra nha. Rồi sau đó tôi dùng đuôi căn vuông góc nè. Đó, kẻ vuông góc, đường thẳng vuông góc bán kính nè. Đây, đây chính là tiếp tuyến nè. Rồi, kẻ tiếp tuyến của M cách các tiếp tuyến tại A và B. Vậy thì em vẽ thêm tiếp tuyến tại A nè. Đây, tiếp tuyến tại A là như vậy. Nha các em, tiếp tuyến tại A là như vậy. Nha. Và tiếp tuyến tại B. Cái này nha các em. Kéo lên. Nha. Lần lượt ở tại C và D nha các em. Rồi, tiếp tuyến tại M nè, bắt tiếp tuyến A và B, lần lượt ở C và D. Câu 3 các em.
Rồi trước khi làm bài tập này thì em phải định dạng điều này rất là quan trọng nè. Nha, hai cái tuyến cách nhau thì bằng nhau. Điểm nối với tâm là phân giác, từ tâm với điểm nó là phân giác. Đây có hai cái tuyến cách nhau này thì bằng nhau này. Đây là hai cặp tuyến cách nhau này. Đây, hai cái tuyến cách nhau thì bằng nhau này. Còn một cái điều chưa khai khai thác là gì? Điểm này với tâm là phân giác, từ tâm với điểm nó cũng là phân giác. Và ở đây cũng vậy. Tí tôi sẽ nói ý sau. Nha. Giờ các em trực tiếp em làm cho câu A này. Câu A người ta yêu cầu chứng minh CD. Nha. CD bằng AC nhân BD cộng BD. Em nhìn nhé, CD là bằng CD khúc dài từ đây đến đây này, đúng không các em? Bằng khúc này cộng khúc này. Mà khúc này như nào với khúc này? Bằng. Khúc này như nào với khúc này? Bằng. Vậy có phải là CD có phải là bằng AC cộng BD không? Điều mà chứng minh. Thấy không? Rất là nhẹ nhàng đúng không? Mà các em muốn làm bài tập này chắc anh phải dùng tính chất hai cái tuyến khác nhau thì bằng nhau. Điểm đó đến tâm là phân giác, từ tâm đến điểm đó là phân giác. Nha. Vậy thì trước tiên tôi trình bày trước em nghe. Rồi. Giờ trước tiên này, ta có CD bằng hai khúc, khúc CM cộng MD mà CM này em, CM bằng AC nha, CM bằng AC. Rồi tiếp tục MD bằng gì em? MD bằng BD đúng không? Đây là tiếp đến kẽ đường cung góc nha. Rồi BD. Em giải thích rằng ngoài ra đây là tính chất hai cái tuyến cách nhau nha, tính chất hai tiếp tuyến cách nhau kết luận vậy CD bằng tôi thay nè CM tôi thay bằng AC tôi thay MD bằng BD đó đúng cái điều người ta cần chứng minh nè. Đó, mà ngoài ra điều phải chứng minh nha các em. Rồi em trình bày dòng. Câu này còn một ý nữa nha em. Chứng minh góc COD bằng 90 độ. Nói cho nha. Đó. Đây. Vậy thì phương pháp chứng minh như thế nào? Em nghe nè. Có rất nhiều cách giải, ít nhất có 3 cách giải cái này nha. Đó, em nhớ nè, đây là hai tiếp tuyến cách nhau thì từ tâm tới điểm nó là phân giác, có nghĩa là góc này và góc này. Tức là đây là O1, O2. Ở đây cũng vậy luôn, hai tiếp tuyến cách nhau, điểm này tới tâm là phân giác, từ tâm tới điểm đây là phân giác, góc này và góc này. Đây là 3 và 4. Ở trong chương trình lớp 7 các em có định lý này luôn nha. Trong chương trình học có nhìn thứ 7 em có định lý này. Góc tạo bởi hai tia phân giác nè, đây là tia phân giác nè. Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là góc AOM và MOB là hai góc kề bù thì bằng 90 độ. Đó có cái quyền định lý đó là cũng được nha. Nhưng mà tôi nghĩ là các em hầu hết các em không nhớ ha. Tôi không muốn làm cho em cách này đâu nha. Tôi dùng bằng phương pháp cộng đại số nha. Coi như thế nào ha. Giờ tôi trình bày ha. Tôi muốn chứng minh COD bằng 90 độ là có nghĩa là chứng minh góc O2 cộng O3 bằng 90 độ đó nha. Rồi giờ coi trình bày ha. Đây tôi cũng chỉ hướng dẫn cho một cách thôi. Rồi. Ta có OC là phân giác nha. Là phân giác của góc AOM. Vì sao vậy? Tính chất hai tiếp tuyến cách nhau nha. Tính chất hai tiếp tuyến cách nhau. Hai tiếp tuyến cách nhau thì bằng nhau, điểm nối tới tâm là phân giác, từ tâm đến điểm nó là phân giác. Suy ra O2 bằng O1, tại vì tôi đang cần tính góc O2 cộng O3 mà. Coi có là chính là góc COD đó các em. Nghe được biết O2 trước. Mà hai phân giác này là phân giác của góc thì chia góc ra hai phần bằng nhau đúng không? Đó, hai góc này. Đó, hai góc này bằng nhau là đúng không? Và bằng góc AOM chia 2. AOM chia 2. Rồi. Ở đây cũng vậy luôn. Ở đây này đi đen luôn này. Đây là gì em? Đây là phân giác. Đúng không? Đây là phân giác nè, OD là phân giác nè, do tuyến chất hai tuyến cách nhau thì O3 bằng O4. Đúng không? Đó, mình có thể thay cái đó mình cũng chứng minh nhanh hơn. Nó là chứng minh được. Nha, đó, suy ra O3 cũng bằng O4 bằng em OB chia 2. Được luôn nha em. Đó, còn thích thì em làm chậm cũng được. Ta có OD là phân giác của góc MOB vì tuyến chất hai tuyến cách nhau. Nên O3 bằng O4 bằng góc MOB chia 2.
tùy trách nhiệm nha. Có đang muốn làm nhà thì em nói là chứng minh tương tự nha, tương tự O3 bằng O4 và bằng góc MOB chia 2. Em đặt đây là số 1, số 2. Lấy 1 cộng 2. Em chia ra, là 2 này cộng lại này là O2, giống như là phép cộng này, thấy không? O2 cộng O3. 2 này cộng lại thì hai cái đuôi này cộng lại. AOM chia 2 cộng MOB chia 2. O2 cộng O3 chính là bằng góc COD. Cùng mẫu này, em học rồi. Giống như 2 cộng 2 phân số cùng mẫu á. Giữ mẫu công tử này với nhau là AOM. Góc AOM cộng MOB, em nhìn nè. AOM cộng MOB là hai góc kề bù. Thì hai góc có kề bù thì có tổng số đo bằng nhiêu em? 180. Mà 180 chia 2 bằng bao nhiêu em? 90. Nha các em. Đó. Còn có một cách nữa này, em lấy hết nguyên dài này cộng lại nhau này. O1 cộng 2 cộng 3 cộng O4 bằng 180, đúng không? Rồi O1 là bằng O2, O3 bằng O4. Vậy thì lúc đó mình thay vô bằng 2 lần O2 cộng 2 lần O3 gì đó nha. Rồi đặt nhân tử 2 ra, thay qua kia. 180 chia 2 là 90, cũng vậy thôi nha. Để cho tôi làm một cách một thôi các em. Rồi, em chỉ lấy vào. Cô B các em. OC. OC cắt AM tại N. Tôi nói này nha. Đây. Tại điểm M. Rồi tiếp tục OD cắt BM. OD cắt BM tại điểm N. Rồi các em nha, quan sát nào, để ta cho tiếp theo nè. OC cắt AM tại điểm N. OD cắt BM, tôi nối lại rồi nha. Tại điểm, đây là điểm để người ta cho là điểm E. Người hỏi tứ giác MNOE là hình gì? Em nhìn bằng mắt thường biết rồi. MNOE là hình chữ nhật, đúng không? Giờ mình chứng minh chữ nhật. Mà nhớ là dấu hiệu chứng minh chữ nhật, các em nhớ ba dấu hiệu đầu tiên thôi nha. Dấu hiệu thứ nhất là có tứ giác, chứng minh tứ giác có ba góc vuông. Cách này ưu tiên đầu tiên. Hoặc chứng minh hình hành có một góc vuông, hoặc chứng minh hình hành có hai đường chéo bằng nhau. Còn cách thứ tư nữa, hình thang cân có một góc vuông. Nhưng mà quên đi, chẳng bao giờ chứng minh được điều đó đâu. Em nhớ ba cái đầu cho tôi là được xài rồi nha. Vậy thì cái ưu tiên nhất là ba góc vuông, tại vì ở đây tôi đã chứng minh được một góc vuông rồi, đúng chưa? Chứng minh đem góc vuông thôi, nhẹ lắm em. Anh nhìn nè, tôi chứng minh đem vuông, chứng minh đem vuông, chứng minh đem vuông, chứng minh chỗ nào vuông tôi chứng minh được nha. Em nhìn nè, ở trong đây có một cái điều kiện, có một cái mà các em chưa khai thác, đó chính là bán kính của đường tròn. Trong một đường tròn, đúng không, tất cả các bán kính đều bằng nhau. Khi học được đường tròn, tôi làm như vậy. Dấu anh này. À kia bài gặp cũng được. Em nhìn nha. Em lấy đoạn này bằng đoạn này không? Đoạn này bằng đoạn này không? Cắt đều hai đường hút của đoạn thẳng không? Điểm cắt đều hai đường hút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng gì? Đó, em học rồi. Đúng không? Định lý đường trung trực là gì? Tính chất đường trung trực là gì nhá? Mọi điểm nằm trên đường trung trực thì cắt đều hai đường hút. Vậy ngược lại, điểm cắt đều hai đường hút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó. Em lấy đoạn này bằng đoạn này thì chất hai điểm trên cách nhau, hai cái này bằng nhau do bán kính. Vậy suy ra OC chính là đường trung trực của hai mẫu. Mà đường trung trực thì lập tức nó phải vuông góc, đúng không? Đó, vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng đó, đúng không? Nhưng mà cần chứng minh vuông góc là nói đây được rồi. Rồi tương tự sang bên này cũng được nè, thấy không? Đoạn này bằng đoạn này cắt đều hai đầu hút. Đó, đoạn này bằng đoạn này luôn. OB bằng OM, DM bằng DB. Đoạn này bằng đoạn này, vậy OD chính là đường trung trực. Đúng chưa? Đó, vậy thì đây chính là đường trung trực vuông góc. Cách khác. Cái gì nè? Tôi chứng minh đề vuông. Chứng minh đề vuông cho em coi. Tôi đã đề cập cách này rất nhiều luôn. Ngay bài học số 1 trong hình học bài số 1 cũng đề cập nó phương pháp này rất nhiều. Rồi. Trong một tam giác đường trung tuyến, đúng không? Em thấy đoạn này bằng đoạn này không? MO có phải đường trung tuyến không? Đoạn này bằng đoạn này bằng đoạn này có nghĩa là bằng AB chia 2. Trong một tam giác đường trung tuyến ứng với một cạnh và bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác gì? Vuông. Đúng chưa? Đoạn này bằng đoạn này bằng AB chia 2.
đường trung tuyến ứng với một cạnh và bằng nửa cạnh ấy ấy gì đó. À, thì tam giác nó tam giác vuông thì đây vuông không? Đó là không, chúng mình đây vuông, đây vuông. Còn thực sự ra chúng mình là vuông vẫn còn một số cạnh nữa nhưng mà nó dài không có nói. Tôi không chứng minh cho các em, nhưng mà tôi chỉ nói sơ cho các em này. Giờ em thích làm bài chúng được này, coi hướng dẫn này. Tam giác AOM có phải là tam giác cân không? Hai cạnh bằng nhau là tam giác cân đúng không? Đường phân giác chính là đường tương hướng giác nam. Chính là đường gì? Kéo uốn góc. Không thích lật theo bên này, vấn đề là này nè. AC bằng CM. Tính chất hai tiếp tuyến cách nhau. Vậy tam giác ACM là tam giác cân. Đường này là đường phân giác nè. Tại vì tính chất hai tiếp tuyến cách nhau, điểm này tích tâm là phân giác. Đúng không? Cho nên nó cần đường phân giác chính là đường cao, đúng không? Nhưng mà tôi ủng hộ các em làm tính chất. Thì về tính chất đường trung trực, mình nói ngược cái định lý của nó. À, đó. Vậy thì em thấy là nào này, vậy nó là đường trung trực của nhau. Và bên này cũng vậy luôn, cũng vậy được rồi nha. Còn nhiều em thích làm sử dụng đường trung tuyến trong tam giác, đường trung tuyến đứng với một cạnh và bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông được rồi. Hoặc các em còn một cách nữa nè. Em học trong lý thuyết, trong sách giáo khoa có định lý này luôn nha. Trong bác giáo khoa là yêu cầu chứng minh định lý đó. Thì có nghĩa là nó đã tạo thành định lý rồi, các em có quyền làm không? Trong một tam giác nha, trong một tam giác mà nội tiết đường tròn á, mà có một cạnh là đường kính nè, tam giác AMB nè, có phải có một cạnh là đường kính không? AB đường kính không? Thì tam giác đó là tam giác gì? Vuông. Được không? Trong sách giáo khoa có định lý này mà, đúng không? Rồi thì các em chọn ngôi nha. Vậy thì tôi chứng minh câu bên, tôi chứng minh đều vuông góc trước này. Ta có AC bằng CM. MAK vì sao chứng minh trên là ngay câu A. Đúng chưa? Đây là tính chất hai tiếp tuyến cách nhau đó, thì bằng nhau đó. Rồi OA bằng OM vì bằng bán kính. Vậy từ đây suy ra OC là đường trung trực. Để các em, đường trung trực của AM. Yeah. Nên OC vuông góc với AM tại đâu em? Tại điểm N. Suy ra góc này bằng 90 độ. MO MNO bằng 90 độ. Em đặt đây là số 1 cho tôi. Em có quyền nói vậy nữa nè em, chứng minh tường được. Được không? Đây nè, hai cái đều hai muốn tường chứng minh. Đây là đường trung trực luôn, đúng không? Bạn vuông góc chứng minh tường được này vuông góc rồi. Cũng được không? Nhưng mà tôi không làm cách đó. Tôi muốn các em nhớ lại bài thêm chút xíu nữa. Tôi dạy bắt các em làm cách sử dụng đường trung tuyến trong tam giác. Nha. Chứng minh cái này giống như cái kia thì không làm nữa, tôi chứng minh demo. Rồi, ở trong tam giác AMB nha. Thì cái gì em nói trong tam giác AMB. Đó. Có nhiều em nói giờ em không dùng trong tam giác AMB, em làm luôn được không? Được luôn nha. Đó, em làm luôn. Đó, em nói ta có cũng được đó. Có MO bằng OA bằng OE. Tại vì ba cái bán kính thì bằng nhau rồi, đúng không? Mà bán kính luôn luôn thì bằng đường kính chia đôi, bằng AB chia 2. Trong tam giác đường trung tuyến ứng với một cạnh và bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông. Đúng không các em? Vậy thì các em suy ra tam giác AMB vuông tại M nên góc N thôi nha, vuông tại M mình đọc tới đây là M N M E bằng 90, đặt đây là 2. Mà góc NOE bằng 90 là 3. Giải thích vì COD bằng 90 mình đã chứng minh trên rồi đó, đúng không? Góc COD bằng 90, vậy NOE cũng 90, đúng không? Vậy thì em kết luận nào, từ 1 hay 3 suy ra tứ giác MNOE là hình chữ nhật. Các em quan sát đến câu C. Biết AM bằng R là cho bằng bán kính, AM bằng bán kính nha các em. Tính diện tích tam giác BDM. Câu C cho AM bằng bán kính, tính diện tích tam giác BDM. Đó là cái này. Rồi. Tính theo R nha em.
tính theo văn kinh. Tự nhiên cho ai em mà nghe là có ý nghĩa hết nhỉ? Em. Cái này bằng R, cái này bằng R, mà cái này cũng cho bằng R luôn, vậy tôi hiệu đây là chữ gì? Ấy. Vậy thì tôi sẽ đồ lên đây cho em coi nhìn chút xíu. Em thấy tam giác này có gì đặc biệt không? Tam giác có ba cạnh bằng nhau. Là tam giác gì? Đều. Mà tam giác đều thì có ba góc bằng nhiêu độ? 60. Đó, có khả năng khai thác điều đó không? Nha. 60. Ồ, hay đấy. Có độ mình nặng được cái gì em nhớ không? Sẽ có liên quan đến sinh cơ tạng. Đúng không? Có độ thì có liên quan đến sinh cơ tạng. Đó, có khả năng tính cạnh được. Và tôi nhắc một điều này nha. Để chú xíu nhìn tôi. Rồi, ở đây vuông chưa? Vuông chưa em? Vuông rồi. Đây, tất cả bằng R này. Rồi, diện tích tam giác B đây em. Tôi viết công thức diện tích trước cho các em coi nha. Nha, ở đây tôi sẽ đi hướng này nè. Quy tắc nè, diện tích tam giác thì luôn luôn bằng 1/2 đường cao của nó là đây. Nhân cái đáy của nó nè, MB. Đó, có nghĩa là các em phải tìm được DE và phải tìm được MB theo R, theo bán kính. Em nhìn thấy bạn, tôi tìm MB nhẹ nhàng này em. Tìm sin, lấy đối, chia mềm. Thì là mấy R? Có phải 2R. Được không? Sin 60. Sin 60 bằng cánh 3/2. Bằng đối chia mềm, lập tức tôi tìm được em B. Em hiểu vấn đề đó không? Vậy thì tôi giải quyết được BM nha. Rồi làm sao thì được DE này. Đó. Rồi giờ tôi sẽ phân tích bài nha. Làm sao DE được? Đây là R này. Nha. Đây là R. Mà em nhớ nè. Đường kính vuông góc với dây. Thì còn nhớ không? Đi qua trung điểm của gì? Dây. Khúc này bằng nhau. Tôi chia đôi ra. Chia đôi cho tìm được M gì? M. Nếu mà em cái câu B mà em chứng minh lên đường trung trực thì em chẳng cần chứng minh hai này bằng nhau nữa. Em hiểu vấn đề đó không? Đó. Còn đây lúc nãy mình chứng minh hình chữ nhật mình đi đường này cho. Đó. Vậy thì hình chữ nhật chắc chắn đi vuông rồi. Đó. Rồi. Rồi làm sao tìm được DE đây này em? Các em nghe giùm tôi nè. Em dùng hệ thức lượng được không? Có khúc này với khúc này tôi tìm được OE. Bình phương cạnh áp vuông bằng tết cạnh huyền với hình chiếu của nó, tìm được khúc này được luôn. Vâng. Bài này chắc tôi đi cho các em hai cách luôn nha. Rồi em nghe nha. Bài này trước tiên tôi giải quyết tìm MB trước, sau đó tôi mới tìm ra DE nha các em. Vậy thì coi cho phần tiếp bài trước tiên này. Cách thứ nhất là bài này đi là mình cách thứ nhất này. Ta có AM bằng OA bằng OM bằng bán kính nha các em. Đó, suy ra tam giác AMO đều là tam giác đều. Nên góc này nè, MAB đọc dài luôn, MAB bằng 60 độ. Đấy nha, MAB bằng 60 độ. Rồi, tôi sẽ áp dụng hệ thức lượng. Trong tam giác vuông, tên là AMB. Tìm sin, sin 60 nè, bằng đối. BM chia huyền là AB. Còn em nào muốn làm nhanh nó muốn tìm cạnh áp vuông mà tích cạnh huyền nên xin góc đối hoặc bằng cốt ok nha. Em nào nhớ nhanh thì có quyền làm nhanh không sao hết. Vậy suy ra tôi tìm được BM này. Bằng sin 60 chia chuyển lên là nhân, đúng không? AB là bằng 2R nhân cho sin 60 là căn 3/2. Đáp số bằng R căn 3 hay là căn 3R cũng được. Y là đơn vị đo nha, tại vì không có cm. Y là đơn vị đo. Rồi, tôi giải quyết được em B nè. Nha. Rồi. Giờ làm sao tìm được DE đây? Nè, em đường kính vuông góc với dây thì đi qua trung điểm của dây, hai này bằng nhau. Còn nếu mà cô B em chứng minh đây là đường trung trực thì em không cần nói, em nói khúc này bằng khúc này luôn. Nha.
Rồi. Ta có OE vuông góc MB suy ra ME bằng EB. Hai này bằng nhau. Và bằng MB chia đôi, đúng không? Bằng MB chia đôi. Mà MB là bằng căn 3R và đáp số bằng căn 3R phần 2. Đơn vị đo. Vậy tôi giải quyết được ME. Đây, khúc ME này. ME có này. Có ME là bằng căn 3R đúng không? Căn 3R phần mấy em? Phần 2. Rồi nè, tôi dùng định lý nè. Ở đây có bán kính nè, ở đây có đường lèo nè. Em rất nhiều các điểm xử lý luôn nha các em nha. À, các em quan sát nha. Ở đây có ME rồi. Tôi xóa cái này đi các em nha. Có ME rồi. Có ME, có OA là R rồi. Tôi dùng định lý Pythagore tôi tìm ra OE. Đúng chưa? Đó, tôi tìm ra OE. Rồi có tôi dùng định lý nè. Định lý số 1. Bình phương cạnh góc vuông bằng tích cạnh huyền là OD. Nhân hình chiếu của nó là OE. Tôi tìm ra OD. Tôi lấy OD, tôi trừ đi OE, lòi ra D. Thấy chưa? Không, khá hay đó chứ không phải đơn giản đâu nha. Câu cuối mà, phải tư duy. Biết được, vậy thì tôi sẽ trình bày thêm cho các em nha. Rồi, tiếp tục nè. Tôi áp dụng định lý Pythagore. Pythagore trong tam giác vuông tên là MEO. MEO luôn rồi nè. Rồi, tôi làm nhanh luôn nha. Bình phương cạnh góc vuông, bỏ bình phương luôn, lấy căn lên luôn. Nghe các em nè. Bình phương cạnh góc vuông bằng bình phương cạnh huyền là R bình phương trừ đi căn 3R phần 2 tất cả bình phương lên. Tôi làm nhanh luôn nha, quy đồng tốc độ mau luôn nha các em nha. Em để ý nè. Nè, cái này bình lên nha. Nhát vào ngoài cho các em coi nè, R bình nè. Này căn 3 bình 3, 2 bình nhân 4 là 4R bình phương nè. Quy đồng nè, nhân 4 nên là 4R bình phương. Đúng không? Trừ đi 3R bình phương thì còn R bình phương. R bình phương chia 4. Hiểu vấn đề rồi không? Tôi bình lên tôi quy đồng luôn. Rồi mang khỏi căn, R bình phương mang khỏi căn R, 4 cây căn 4 đang bằng bằng 2. Đơn vị đo. Tôi tìm được OE rồi đó. Nha. Tôi tìm được khúc OE. Nhưng mà giải quyết OD thôi. Nha. Đó. Khoan anh. Tôi xóa đây nha. Rồi. Tôi có OE, giờ tôi tìm OD ra tôi mới tìm được DE. Thấy chưa? Hệ thức lượng ngay cái chương 1 của mình. Tiếp tục áp dụng hệ thức lượng. Nha. Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông lớn nha em. MOD. MOD. Bình phương cạnh góc vuông là OM bình phương các em. Bằng tích cạnh huyền là OD nhân hình chiếu của nó là OE. Vậy suy ra OD bằng, tôi làm nhanh cái này nha, em để ý vô nè. OM bình lên là bán kính là R bình. Chia cho OD nhân đang tìm OD chứ nhân OE chuyển qua là chia OE. Mà OE đâu? OE là đây nè, R chia 2. Nghịch đảo lên đây, vậy là bằng 2 lần R. 2 lần R. Đó, đây. Đảo lên đây, R bình chia R bằng 2 R. Đơn vị đo. Có gì? Có OD. Có OD từ đây đây nè em. Trừ đi OE, có phải lòi ra đây không? Tiếp tục. Nha, giải quyết nè. Nha. MDE bằng OD trừ đi OE. Để viết cao lên nha. OD đâu? OD là 2R nè. Trừ đi OE. OE là R chia 2 nè. Quy đồng lên 4R trừ 1R bằng 3R chia 2. Đơn vị đó. Tôi mới giải quyết được DE nè. Thấy chưa? Giải quyết được DE, giải quyết được BM nè. Thấy chưa? Giờ tôi mới thấy tôi chỉ thích nè. Kết luận nha. Cái bảng nó cũng hơi thiếu rồi, chắc tôi viết bên này đi nha. Em quan sát bên này.
ông này tôi biết bên này nè, các em. Rồi kết luận vậy, diện tích tam giác BDM, các em, xóa này luôn, bằng 1/2 DE nhân cho gì em? MB nha. Vậy tôi thấy rồi nha các em, tôi bằng ra đi, tại vì bảng cũng thiếu rồi. 1/2 DE đâu? DE nè, 3R/2 nhân MB. MB đâu? Căn 3R. Vậy đáp số bằng, nhân lại ha, 3 căn 3 R bình phương chia 4, đơn vị diện tích. Thấy ghê chưa? Đó, thấy chưa? Nào, vận dụng hệ thức lượng ở trường cầu kết hợp với trường hàm có thể làm ra đấy. Đó, em quan sát vào nha. Tôi sẽ giới thiệu cho em thêm một cách nữa nha. Tôi vẫn làm cái khúc này nè, đáp số vẫn vậy nha. Các bạn làm cách này có thành công không nha? Em quan sát nè. Rồi, tôi vẫn để tới đây luôn nha. Rồi, suy ra BM, em gỡ xóa rồi tiếp lại thôi, bằng AB. AB là 2R nhân cho căn 3 chia 4. Căn 3 chia mấy? Căn 3 chia 2. Vậy đáp số bằng gì em? R căn 3, đúng không? Đơn vị đo. Tôi có một công thức tính diện tích tam giác nè, nghe giùm tôi nè. Tam giác này là tam giác đều em, tí tôi chứng minh cho em coi. Tam giác đều có công thức diện tích tam giác đều có công thức riêng nha, bằng cạnh bình nhân căn 3 chia 4, bằng cạnh một cạnh bình phương lên nhân căn 3 chia 4 nha. Diện tích tam giác đều nha. Đó, nhưng mà tôi sẽ đưa nó ra đều cho em coi nè. Đây 60 độ đúng không? Thì tôi hỏi em góc này bao nhiêu độ? 30. Trong tam giác vuông mà em, cái 60 này 30. Vậy thì hỏi góc này còn lại bao nhiêu độ đây? Có phải 60 độ không? Đúng chưa? Hai góc này bằng nhau vì cùng phụ góc B này. Đúng chưa? 60 độ. Tam giác cân, hai cạnh bằng nhau phải tam giác cân đâu? Tam giác cân có một góc bằng 60 độ là tam giác gì? Đều. Mà tam giác đều chỉ cần lấy cạnh này bình phương thôi. Em bên tìm rồi. Cạnh bình phương nhân cạnh 3 chia 4. Là đây. Thử đấy nha, có thành công không? Nha, ta 60 độ đúng không? Này 6. À, cái này 60 độ là để đây ha. Rồi. Giờ tôi trình bày nha. Rồi, các em quan sát nè. Giờ trình bày ý mới nha. Giờ tôi trình bày sang đây chứng minh nó cần nha. Tôi nói nè, tam giác MDB cân tại D. Thì sao em? Vì MD bằng BD. Đó, hai cạnh bằng nhau nè. À, chứng minh ở câu A đó. Tam giác cân, mà tam giác cân này có góc này nè, bằng góc này nè, bằng góc này 60 độ, hai góc này bằng nhau cùng phụ góc này, mà ngày 60 ngày 60, đúng không? Đó, mà góc MBD bằng góc MAB. Giải thích ra thành 60 độ luôn nha. Giải thích một câu thôi. Vì cùng phụ góc ABM, e này cộng này 90, này cộng này 90, vậy hai góc đó bằng nhau, mà kia 60 ngày 60. Kết luận vậy, tam giác MDB là tam giác đều. Tam giác đều nha các em. Kết luận từ đây, suy ra diện tích của tam giác MDB bằng cạnh bình nhân căn 3 chia 4. Cạnh bình là BM à, đi mình muốn cạnh hơn là BM bình phương nhân căn 3 chia 4 cho tôi. BM bằng nhau ở đây nè, R căn 3 tất cả bình nhân căn 3 phần 4. Coi giống đáp số bên kia không nha các em. Coi tôi tính nè, bằng căn 3 bình lên bằng 3 là 3 căn 3 phần 4. R bình lên là R bình phương. Nhìn coi giống không? 3 căn 3 R bình chia 4 đúng không? Đúng rồi. Ghi nè, đơn vị diện